hết chỗ đậu xe rồi cả nhà. À, xe toàn xe Mercedes vô không à, mà bây giờ không còn chỗ để mà đậu nữa. Hôm nay là một cái chương trình, nói thật sự mà nói cô chú anh chị ai yêu mến Vũ Luân là một chương trình vỡ trận luôn, thật sự mà nói. Đây tiếp tục không biết nghệ sĩ nào. Đó kìa, wow. Đó coi chừng con Ngọc Quyền. Con Quyền hiện tại chưa tới vậy cả nhà. Wow. Khán giả không cả nhà ơi. Khán giả từ phương xa tới cả nhà ơi. Wow. Đây nguyên chiếc xe gia đình nè, ở phía sau chắc cũng là một chiếc xe gia đình luôn, đến viếng nghệ sĩ rất là đông. Ồ, phía sau quá, này còn hai chiếc nữa anh ơi, còn kia. Đi vô phía sau thật là thử như thế nào nha cô chú anh chị. Thôi, một cái chương trình nhà đài HTV cũng đến hôm nay là đưa tin của buổi hôm nay. Rồi HTV đài truyền hình cũng đến hôm nay nha cô chú anh chị, phóng viên đến rồi nè. Quá quý rồi. Mọi người thấy cái lượng khán giả rất là đông hôm nay, mà một ngày bởi trận không có chỗ để mà đậu xe hơi, chưa thấy cái chương trình nào mà đông khán giả như vậy. Quay không? Wow. Một chị cô đẹp dài tới theo cải lương quá trời luôn. Xin luôn cái gì? Rồi hết rồi cả nhà ơi. Giờ khán giả đang đi lên trên lầu để mà coi cải lương rồi cả nhà. Wow, khán giả lên lầu rất là đông cô chú anh chị. Đông cả nhà ơi. Hoa mắt luôn. Hôm nay là cải lương nhiều lắm. Bây giờ là cũng sắp tới giờ diễn rồi nhưng mà chưa thấy nghệ sĩ Ngọc Quyền đâu cô chú anh chị ơi. Nghệ sĩ Ngọc Quyền là hôm nay đóng vai chính luôn, đóng vai Trung Vô Diệm. Hôm nay là không, em nghe không tin là cô Ngọc Quyền là vô rồi, tại vì nếu mà đến trễ làm sao mà thay đồ. Không, cổ nhà cổ mất cấp lên là diễn liền. Nhưng mà đồ là phải thay, tại sân khấu là phải tới trước. Đồ thay liên tục lắm rồi à. Hỏi chú bảo vệ biết liền. Không cần phải hỏi vậy. Chú bảo vệ nhiều khi cũng không biết luôn nữa đúng không? Đông người quá quản lý không nổi. Wow, xe vô đó kìa. Xe vô, wow. Xe Ngọc Quyền vô cô chú anh chị ơi. Xe này không biết là xe cầm cho mẹ đi, mẹ show vé đi. Fan hâm mộ của nghệ sĩ Vũ Luân đây, quý vị ơi. Fan hâm mộ nghệ sĩ Vũ Luân phải không chị ơi? Để hỏi chú này biết nè. Ở ngoài lượng khách rất là đông nha, đang đợi nghệ sĩ Ngọc Quyền. Chú Ngọc Quyền chưa đến phải không chú? Vô lâu rồi. Vô lâu rồi thấy chưa? Thấy em. Rồi em cũng vô coi lại cả nhà ơi. Rồi em vào em quay cho cả nhà xem tiếp. Thì Hưng Trừng sẽ lên trên quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ lên cô chú anh chị ạ. Ơi, tạm biệt anh em nha. Tạm biệt anh em. Tạm biệt anh em phố nha. Ủa cái vé đâu mà giữ. Biết. Ai em đưa rồi. Rồi có vé nè cô chú anh chị ơi, giờ lên. Wow, trên này đông ghê. Em biết hả? Này, chú Kim Tử Long. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là phát cái gì vậy chú? Mua hả? Mà phải biết nó mới được có. Đây ở phía trong là khán giả đang vô đó cô chú chị ơi. Wow, bên này nữa vé trên lầu nữa nè. Đó, khán giả không? Trên lầu. Có vô được đâu. Bây giờ không cần thử rồi vô trong hậu trường vô được không nha. Đây rồi khán giả đông cái nổi mà vô từ từ vô qua phía này đi các con. Máy lạnh phà ra mát quá cô chú anh chị ơi. Đây hậu trường rồi. Ồ mấy chú ban nhạc hả? Mấy chú ban nhạc. Thôi ban nhạc này kìa, ở phía trong đó là hậu trường đó. Ở trong đó đó là nghệ sĩ luôn, trong đó là đang diễn đồ. Thầy Đơn, hello thầy Đơn, hôm nay diễn show này hả thầy Đơn? Show này. Hả? À, thầy Đơn ở bên Hương Nam á cô chú anh chị. Ủa gì bên Hương Nam? Bên Nam Thế Người. À Thế Người bên Hương Nam. Thầy Đơn, nhìn lại thấy một trai rồi. Lâu quá không gặp. Hình như còn thấy anh gì đúng không? Có mà không có vé. Không có vé vô hả? Ờ. Muốn vô lắm mà đâu có vé vô. Em diễn tới đây show này mấy giờ mới xong? Show này lúc nãy nghỉ 12 giờ. 12 đêm. Wow, vậy là. Sao em đi với nhà? Rồi ok, thank you thầy Đơn. Đó, hôm nay Đơn cho cái show này nè cô chú anh chị. Đơn này giỏi lắm nha, trẻ tuổi nhưng mà Đơn rất là nhiều show cô chú anh chị. Long. Chú Kim Vĩnh Long. Khán giả quá đông rồi cô chú anh chị ơi, quá vui rồi. À, đi quay vòng vòng để cho nghệ sĩ nói chuyện tí xíu đi, mình đi quay vòng vòng cho khán giả biết là cái lượng khán giả hôm nay đến xem Vũ Lân rất là đông. Wow, wow có hoa luôn. Wow, wow. Có vé trên lầu nữa nha cô chú anh chị, này mới lầu 1 còn lầu 2 nữa. Ở phía này chắc cũng là không trường đây. Xuống lầu vậy là không có. Chảnh này cũng giống hậu trường bên kia nhưng mà bên nơi kia người ta đi đường kia không à. Rồi, diễn viên điện ảnh cũng đến nè cô chú anh chị. Diễn viên điện ảnh. Đây có nhà báo của HTV. HTV đến. Nhà báo HTV hôm nay đến cũng đưa tin. Nãy xe HTV vô đông lắm nha cô chú anh chị. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Hương Trừng kết thúc clip đây nha, giờ vô nha cô chú anh chị. Lát hồi xem thí dụ như thế nào là Hương Trừng tiếp tục. Một là live stream, hai là làm clip phục vụ cho cô chú anh chị nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.